người lái xe đã bị một máy ủi mà anh ta lái cán qua. Tình huống xảy ra tai nạn. Ví dụ tai nạn do máy ủi. Để thực hiện công việc san lấp mặt bằng trong khu vực lân cận khu vực nhà ở công cộng, máy ủi đã được chuyển từ nơi cất giữ thiết bị nặng đến nơi làm việc. Khi máy ủi đang đi xuống ở độ cao 1 mét và độ dốc 1, người ta đoán rằng người điều khiển rơi khỏi. Cabin. Và bị chiếc máy ủi mà anh ta lái cán qua. Để thực hiện công việc san lấp mặt bằng trong khu vực lân cận khu vực nhà ở công cộng, máy ủi đã được chuyển từ nơi cất giữ thiết bị nặng đến nơi làm việc. Khi máy ủi đang đi xuống ở độ cao 1 mét và độ dốc 1, người ta đoán rằng người điều khiển rơi khỏi. Cabin. Và bị chiếc máy ủi mà anh ta lái cán qua. Nguyên nhân tai nạn xảy ra. Không cảnh báo đầy đủ đầu dốc ở khu vực làm việc. A. Lái xe trên đường xem thường rồi nhóm. B. Không thắt dây an toàn. Những biện pháp phòng tránh tai nạn. Cảnh báo rõ ràng đầu dốc trong công việc san lấp mặt bằng và công tác đào đường. A. Thông báo lộ trình di chuyển đến nơi làm việc. B. Sử dụng dây an toàn.